Kim Ngân, con Ngọc Hân nói nghe nè. Con Ngọc Hân nghe mẹ con nói là con thích hoa lắm phải không? Dạ. Yeah. Ừ. Con tại sao con thích hoa? Con thích hoa gì nhỉ? Con thích hoa hồng. Tại sao? Thì nó tượng trưng cho mình còn mẹ. Con thích hoa hồng đỏ tại nó tượng trưng cho mình còn mẹ hả? Dạ. Yeah. Tại sao con biết hoa hồng đỏ tượng trưng cho mình còn mẹ? Tại vì mẹ con nói cho con nghe. Mẹ con nói cho con nghe hả? Như vậy thì có ba có mẹ thì con cảm thấy như thế nào? Con rất là vui. Con rất là vui hả? Hỏi nhỏ một cái nha. Ba với mẹ thương ai hơn? Con thương mẹ con. Con mới nói là con thương hết cả hai bằng nhau chứ. Nhưng mà con còn hỏi, biết tại sao con còn hỏi như vậy không? Là tại vì nè, con còn hơn thấy ở đằng sau hậu trường đó, mỗi khi mà con thi trên sân khấu đó là ba con lo những cái bài thơ này nọ để cho con, đúng không? Còn mẹ con dạy cho con hát nè, mẹ con dạy cho con trình diễn ở trên sân khấu nè. Như vậy thì hôm nay con muốn nói gì với ba mẹ con không? Dạ con cảm ơn ba mẹ đã lo cho con từ nhỏ đến lớn. Ừ. Rồi, còn bé cô muốn hỏi bé Kim Ngân, mai mốt con lớn lên con muốn làm nghề gì? Tùy duyên. Đó. Có một câu tùy duyên vậy thôi đó. Tùy duyên nghĩa là sao con? Là cái duyên nó muốn đi đâu nó đi à. Cái duyên nó muốn đi đâu nó đi à. Rồi bây giờ bé Kim Ngân có nghĩ là mai mốt cái duyên nó đưa con đi làm ca sĩ luôn không? Con không biết. Mà mai mốt con, nếu con muốn làm ca sĩ, con muốn hát cho trung tâm nào? Dạ trung tâm Thúy Nga. Trung tâm Thúy Nga. Giỏi. Bây giờ ở trong trung tâm Thúy Nga là lúc mà Thiên Ân với lại Kim Ngân đi hát nè, tụi con có thần tượng ca sĩ nào không? Dạ, con thần tượng mấy ca sĩ mà con cũng đã hát với rồi, giống như cô Như Loan, chú Justin Nguyễn, chú Don Hồ, và cô Diễm Sương. Và con cũng thích mấy ca sĩ kia giống như chú Mai Tiến Dũng, cô Hoàng Mỹ An, và cô Lam Anh. Như vậy mà lúc mà trước khi con đi TV Star Kids, con đâu có nghĩ là sẽ có một ngày con được đứng trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga mà con được hát với những thần tượng của con như thế đâu, đúng không Thiên Ân? Dạ con chỉ giống như mỗi ngày là ở nhà ngoại hay ở nhà ba mẹ, thì tụi con coi Paris by Night thì hồi xưa rất nhỏ, con cứ mơ là con sẽ được trình diễn trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga, và được hát với ca sĩ. Nhưng mà con không ngờ là con đi TV Star Kids là cái ước mơ lớn nhất của con nó trở thành sự thật. Dạ. Đúng không? Mà chẳng những hát chung với một thần tượng mà hát chung với rất nhiều thần tượng, mà còn được gặp tất cả các cô, các chú đằng sau hậu trường nữa, đúng không con? Dạ. Còn Kim Ngân nè, con Ngọc Hân biết là trước khi con đi thi, con nói là con thần tượng chú Chí Tài với cô Việt Hương. Dạ. Đúng không? Dạ. Là bây giờ là con được hát với chú Chí Tài luôn rồi, đúng không nè? Mà con được cô Việt Hương dỗ nữa, thì như vậy cái những cái lúc đó con cảm thấy làm sao? Con rất là vui. Con rất là vui. Mà bữa đó con có cảm ơn chú Chí Tài, cô Việt Hương chưa? Cảm ơn lúc con cảm ơn con nói gì? Con nói là con ôm bác Chí Tài với cô Việt Hương. Con ôm bác Chí Tài cô Việt Hương hả? Nhưng mà trước đó con có bao giờ con nghĩ là ui, mai mốt mình sẽ được đứng trên sân khấu, mình được gặp bác Chí Tài nè, được gặp cô Việt Hương nè, gặp cô Tâm Đoan, chú Anh Dũng nè, được diễn chung với bác Chí Tài. Lúc trước con có nghĩ là con sẽ được vậy không? Không, đúng không? Xong rồi bây giờ con được rồi thì con thấy làm sao? Con rất là vui. Nói tóm lại là làm con đến TV Star Kids con rất là vui. Thôi đó. Nè Kim Ngân, bây giờ là mình TV Star Kids xong rồi nè. Mình nhớ nhất là điều gì? Con nhớ nhất là... Con thích nhất là điều gì? Con thích nhất là... Con thích nhất bài giám khảo hả? Dạ. Phải không? Dạ. Thích nhất bài giám khảo đúng không? Dạ. Thích bài giám khảo điều gì? Bài giám khảo hiền. Bài giám khảo hiền. Bài giám khảo chỉ cho con nhiều thứ nữa đúng không con? Dạ. Đúng không? Để cho con được tiến bộ hơn đúng không? Với lại là con thích ban giám khảo tại mỗi lần ra sân khấu là con đứng con nói chuyện với ban giám khảo. Dạ. Đúng không? Mà Thiên Ngân, cô hỏi nè, Kim Ngân, từ hôm bữa đến giờ đó, ở nhà con có nuôi thêm con gì nữa không? Chưa biết. Chưa biết. Rồi giờ mình thắng giải 1000 Mỹ Kim của Sugoi Fukudan rồi. Giờ mình có định đem 1000 Mỹ Kim đó mình đi mua cái gì không? Con nghĩ là con sẽ mua con két. Con nghĩ là con sẽ mua con két. Rồi về đứa nào nói lại đứa nào. Đúng không? Con mua một con thôi. Con muốn một con thôi hả? Tại sao con lại muốn mua con két? Tại
mình nói chuyện là nó nói lại. Mình nói chuyện là nó nói lại. Chứ không phải con ở nhà là một mình con nói chuyện là ba mẹ con đều nói lại đúng không? Đúng không? Dạ. Nhưng mà vậy thì chừng nào con định đi mua con két? Con chưa biết. Mai mốt mua con két lên thoát xô kể chuyện nuôi con két cho mọi người nghe nữa nha. Ừ. À, thì cơ cô Hồng Hơn muốn hỏi con nè. Bây giờ thì con ở trong trường học nè, vừa học rất là giỏi nè. Yeah. Mà còn đang cố trau dồi cái kỹ năng sân khấu của mình nữa. Đúng không? Như yeah. vậy thì con thấy là Vista Kids đã mang tới cho con những gì? Và con muốn nhắn nhủ gì với những bạn sau này sẽ đi thi Vista Kids? Vista Kids thì con được thì ban giám khảo đã giúp con học hỏi nhiều hơn và giúp con hát hay hơn. Và bây giờ con cũng rất là vui con được gặp mấy bạn mới nữa. Và con muốn nói với mấy bạn là nếu mà mình có một cái dream thì mình phải cố gắng and work hard để cho live cái dream đó. Và cũng phải học giỏi nữa, phải mà con cũng muốn nói là mấy bạn phải hiểu tiếng Việt, biết hát tiếng Việt nữa, nói tiếng Việt và đọc tiếng Việt nữa. Rất là dễ thương. Kim Ngân ơi. Dạ. Yeah. Con nói nghe nè. Dạ. Yeah. Ừ. Con thích hát tiếng Việt, con thích nói tiếng Việt, thích yeah. đọc thơ tiếng Việt luôn. Dạ. Yeah. Có thích ăn đồ ăn Việt Nam không? Dạ thích. Đồ ăn Việt Nam con thích nó ăn cái gì? Con thích ốc len xào dừa. Con thích ốc len xào dừa, bà 6 tuổi bà ngồi hút ốc len xào dừa rất là chuyên nghiệp. Đó, rồi con thích ốc len xào dừa rồi, nhưng mà còn gì con thích? Trái cây Việt Nam không? Dạ thích. Con thích nhất trái cây gì? Con thích chất sầu riêng. Tại sao thích sầu riêng? Tại nó thơm. Tại vì sầu riêng nó thơm. Mà như nãy cô Ngọc Hân nghe con có đọc, con làm luôn câu thơ cho sầu riêng nữa phải không? Dạ. Đọc con nghe coi. Sầu riêng ai khéo đặt tên, ai sầu chẳng biết, riêng con chẳng sầu. À, có Kim Ngân trong nhà chắc chắn là không thể nào mà sầu được hết trơn. Quý vị thấy đúng không? Lúc nào cũng líu lo như chim ngáo trong nhỏ trong nhà mà sao mà không dễ thương được. Kim Ngân ơi. Dạ. Từ bữa nhờ con lên sân khấu con hát rất là nhiều bài rồi đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà cô Ngọc Hân nghe cô Mary Tô Ngọc Thủy mới nói là Kim Ngân còn hát từng anh bán chiếu nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà cô Ngọc Hân chưa có tin đâu, tại vì chưa thấy cho nên chưa có tin. Bây giờ Kim Ngân phải hát vài câu cho cô Ngọc Hân nghe thì cô Ngọc Hân mới tin. Dạ. Con hát nha cô Ngọc Hân. Ừ, con hát đi. Hồi chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng da dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hồi tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ôi, thương quá, thôi hát như đó thôi để dành thi thi mùa 3 đi con. Để dành mùa 3 Vista Kids đi thi tiếp. Tiên Ân nè, Tiên Ân thì dự thi nguyên một mùa Vista Kids rồi nè. Dạ. Rồi còn được hát trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga rất là nhiều dạ. lần nữa. Như vậy thì cái bài mà con thích nhất trong tất cả những lần con trình diễn trên sân khấu, con thích mấy bài nào? Cái đó mới là khó nè. Dạ. Con nghĩ con thích nhất là bài Tuổi Ngọc. Con thích nhất bài Tuổi Ngọc hả? Dạ. Tại sao? Tại gia đình con cũng giúp nhiều, giống như con ba con bè và em con đem xe đạp ra. Và cái bài hát đó là giống như rất là dễ thương và con thích cái bài hát đó. And con cũng thích là cái performance của con nữa. Nguyên cái bài đó là nguyên cái family effort đúng không yeah. con? Nguyên gia đình mình đi thi chung luôn đó. Yeah. Kính thưa quý vị, và bây giờ có lẽ là xin mời quý vị hãy cùng xem lại phần dự thi của Celine Thiên Ân Huỳnh trong nhạc phẩm Tuổi Ngọc. Chúng tôi sẽ trở lại ngay, xin quý vị đừng rời màn ảnh của Vietface TV. Xin chị em còn được nhiều mộng mơ, giờ vẫn đi cuộc đời chẳng như mơ, nên em xin được hoài được ngây thơ. Yeah, xin chị em còn được nhiều mộng mơ.
đời chẳng như mơ, nên em xin được hỏi được ngày thơ quá. Yeah, xin cho em một chiếc áo dài, cho em đi mùa xuân tới rồi, bạn vào người rồi ra người lại chào mẹ cha. Chiếc áo như mây hồng, xin cho em.